Ban biên tập chúng tôi rất vui xin được chào đón quý bà con và quý vị khán thính giả đến với bản tin cập nhật giá lúa gạo mới nhất trên kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay. Các bạn mới đến với kênh hãy ủng hộ ban biên tập một like, một đăng ký để không bỏ lỡ giá lúa gạo mỗi lần kênh phát sóng. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, thành công và đạt được mọi điều mong muốn. Tại khu vực tỉnh Hậu Giang, để giảm thiệt hại do triều cường ngập lụt, nông dân tranh thủ thu hoạch sớm vụ lúa thu đông 2024. Dù dự định một tuần nữa mới tiến hành thu hoạch vụ lúa thu đông 2024, thế nhưng ông Nguyễn Văn Chánh, ngụ huyện Vị Thủy của tỉnh Hậu Giang quyết định thu hoạch sớm vì e ngại triều cường mưa lũ. Được biết, sau khi thu hoạch 7 công lúa giống OM5451, năng suất đạt 800 kg trên một công, giá bán 7.800 đồng một ký, trừ đi mọi chi phí, ông Chánh đã có lãi trên 20 triệu đồng. Trong khi đó, do gieo xạ giống dài ngày nên diện tích lúa của ông Nguyễn Văn Út, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang hiện đang trong giai đoạn trổ bông, khiến ông lo lắng, sợ nước dâng cao tràn vào đồng mình không bơm thoát kịp. Đó là chưa kể mưa lớn, lúa ngã rạp chìm trong nước thì coi như mất trắng. Kể cả nếu có cắt được thì giá thuê nhân công, máy cắt lúa bị đổ ngã cũng cao, ông Út cho hay. Cũng theo người nông dân này, khi lúa bị đổ ngã, nông dân sẽ trả tiền thuê máy cắt cao hơn từ 30.000 đến 40.000 đồng một công, dao động ở mức là 380.000 đến 390.000 đồng một công. Chi phí sản xuất càng cao, kéo theo lợi nhuận thu về càng thấp. Để giảm thiểu thiệt hại do mưa bão triều cường ngập lụt gây ra, ngành chức năng tỉnh Hậu Giang khuyến cáo địa phương cần chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến, thông tin dự báo mưa lũ để kịp thời ứng phó khi có diễn biến bất thường, khẩn trương tổ chức sửa chữa, gia cố các đoạn đê bao, bờ bao công trình có nguy cơ xảy ra sự cố hoặc đó có biểu hiện mất an toàn. Bên cạnh đó, chủ động vận hành công trình thủy lợi để phòng chống ngập lụt, úng hiệu quả, phục vụ sản xuất dân sinh và bảo đảm an toàn công trình. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, từ tháng 10 đến giữa tháng 11, hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, triều cường và các thiên tai như lốc, sét, ngập lụt, sạt lở sẽ diễn biến khá là phức tạp. Tiếp theo sẽ là chi tiết cụ thể bảng giá lúa gạo như sau. Xin mời quý bà con và các bạn cùng lắng nghe và theo dõi. Gạo sóc thường 18.500 đồng một ký, gạo sóc thái 21.000 đồng một ký, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng một ký và gạo Nhật có mức giá 22.000 đồng một ký. Giá lúa khô OM18 10.000 đồng một ký, Đài Thơm 8 10.100 đồng một ký, OM5451 9.200 đồng một ký, Chabonica 10.600 đồng một ký, nếp khô 9.800 đồng một ký. Kiên Giang OM18 8.100 đến 8.300 đồng, Đài Thơm 8 8.200 đến 8.400 đồng, IR504 6.700 đến 6.900 đồng, OM5451 7.500 đến 7.700 đồng, RVT 7.700 đến 7.900 đồng, OM380 6.500 đến 6.700 đồng, OM34 6.300 đến 6.500 đồng, ST24, ST25 11.400 đến 11.700 đồng, Nàng Hoa 7.100 đến 7.300 đồng, Lúa Nhật 7.700 đến 8.000 đồng, Nếp Tươi 7.500 đến 7.700 đồng, Đồng Tháp OM18 8.100 đến 8.300 đồng, Đài Thơm 8 8.200 đến 8.400 đồng, IR504 6.800 đến 7.000 đồng, OM5451 7.600 đến 7.800 đồng, RVT 7.700 đến 7.900 đồng, OM380 6.600 đến 6.800 đồng, OM34 6.400 đến 6.600 đồng, ST24, ST25 11.000 đến 11.600 đồng, Nàng Hoa 7.100 đến 7.300 đồng, Hương Châu 6 7.600 đến 7.800 đồng, An Giang Đài Thơm 8 8.000 đến 8.200 đồng, OM18 7.900 đến 8.300 đồng, IR504 6.800 đến 7.000 đồng, OM380 6.600 đến 6.800 đồng, OM5451 7.600 đến 7.800 đồng, ST24, ST25 11.000 đến 11.600 đồng, OM34 6.400 đến 6.600 đồng, RVT 7.500 đến 7.800 đồng, Nàng Hoa 7.200 đến 7.400 đồng, Nếp IR4625 tươi 7.700 đến 7.800 đồng, Chabonica 8.200 đồng, Tiền Giang OM18 8.000 đến 8.200 đồng, Đài Thơm 8 8.100 đến 8.300 đồng, IR504 6.700 đến 6.900 đồng, OM5451 7.300 đến 7.500 đồng, OM380 6.500 đến 6.700 đồng, Nàng Hoa 7.300 đến 7.500 đồng, OM34 6.300 đến 6.500 đồng, RVT 7.900 đồng, ST24, ST25 11.000 đến 11.500 đồng, Chabonica tươi 8.100 đồng, ML202 7.800 đồng, Lúa Nhật 7.700 đến 8.000 đồng. Vĩnh Long OM18 8.000 đến 8.200 đồng, OM380 6.400 đến 6.600 đồng,
IR504-6700 đến 6900 đồng, ST24, ST25 11.100 đến 11.600 đồng, OM5451 7.300 đến 7.500 đồng, RBT 7.800 đến 8.000 đồng, Đài Thanh Tán 8.100 đến 8.300 đồng, Lúa Nhật 7.700 đến 7.900 đồng, Nàng Hoa 7.700 đến 8.000 đồng, OM34 6.400 đến 6.500 đồng, Trà Vinh OM18 8.000 đến 8.200 đồng, OM380 6.500 đến 6.700 đồng, IR504 6.600 đến 6.800 đồng, ST24, ST25 10.900 đến 11.600 đồng, OM5451 7.400 đến 7.600 đồng, RVT 7.600 đến 7.800 đồng, Đài Thơm 8 8.100 đến 8.300 đồng, OM34 6.600 đồng, Cần Thơ, Hậu Giang, OM18 8.100 đến 8.300 đồng, OM380 6.600 đến 6.800 đồng, IR504 6.800 đến 7.000 đồng, ST24, ST25 11.100 đến 11.600 đồng, OM5451 7.600 đến 7.800 đồng, RVT 7.900 đồng, Đài Thơm 8 8.200 đến 8.400 đồng, Lúa Nhật 7.600 đến 7.900 đồng, Nàng Hoa 7.700 đến 8.000 đồng, Cửu Long 7.000 đồng, Japonica 8.200 đồng, OM34 6.400 đến 6.600 đồng, Sóc Trăng OM18 8.200 đến 8.400 đồng, OM380 6.600 đến 6.800 đồng, IR504 6.800 đến 7.000 đồng, ST24, ST25 11.200 đến 11.600 đồng, OM5451 7.600 đến 7.800 đồng, RVT 7.900 đồng, Đài Thanh 8 8.100 đến 8.300 đồng, Lúa Nhật 7.700 đến 8.000 đồng, Nàng Hoa 7.100 đến 7.400 đồng, Cửu Long 7.000 đồng, ML202 7.900 đồng, Bạc Liêu OM18 8.000 đến 8.200 đồng, OM380 6.500 đến 6.700 đồng, IR504 6.700 đến 6.900 đồng, ST24, ST25 11.200 đến 11.600 đồng, OM5451 7.400 đến 7.600 đồng, RVT 8.000 đồng, Đài Thanh 8 8.100 đến 8.300 đồng, Lúa Nhật 7.700 đến 8.000 đồng, Nàng Hoa 7.100 đến 7.300 đồng, Cửu Long 6.900 đồng, ML202 7.700 đến 7.900 đồng, Cà Mau OM18 7.700 đến 7.900 đồng, OM380 6.200 đến 6.400 đồng, IR504 6.500 đến 6.700 đồng, ST24, ST25 11.000 đến 11.500 đồng, OM5451 7.000 đến 7.200 đồng, RVT 8.000 đồng, Đài Thanh 8 7.800 đến 8.000 đồng, Lúa Nhật 7.500 đến 7.700 đồng, Nàng Hoa 7.000 đến 7.200 đồng, Cửu Long 6.800 đồng, HP1 8.900 đồng, OM34 6.300 đồng, OM1352 7.400 đồng, OM4900 7.400 đồng, Long An, Tây Ninh, Đài Thanh 8 8.000 đến 8.200 đồng, OM18 7.900 đến 8.100 đồng, ML202 7.800 đồng, IR504 6.700 đến 6.900 đồng, OM5451 7.200 đến 7.400 đồng, Nếp Khô Long An 9.500 đến 9.800 đồng, Nếp Tươi 7.700 đến 8.000 đồng, OM34 6.300 đến 6.500 đồng, Nàng Hoa 7.000 đến 7.200 đồng, Lúa Nhật 7.500 đến 7.700 đồng, OM380 6.400 đến 6.600 đồng, RVT 7.900 đồng, ST24, ST25 11.200 đến 11.700 đồng, DS1 8.100 đồng, Cửu Long 6.800 đồng, OM4900 7.600 đồng. Xin cảm ơn quý bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi và cùng chúng tôi lắng nghe chi tiết bảng giá lúa gạo. Xin chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.